Chúng ta đang ở đường Đinh Công Tráng, thành phố Vinh, Nghệ An. Thì hôm nay chúng ta sẽ thăm cái cơ sở gọi là kẹo cu đơ, nổi tiếng nhất thành phố Vinh, Nghệ An. Thì đây là cái lò sản xuất cu đơ gia truyền của nhà bà Nghi. Gia truyền đã được 3 đời rồi, khoảng gần 100 năm. Tại địa chỉ 85C, Đinh Công Tráng, thành phố Vinh, Nghệ An nha các bạn. Đó, cái địa chỉ nó có trên cái bao bì của từng cái hộp cu đơ mà bán cho khách. Ngày xưa là chỉ làm cho người dân địa phương, dân trong vùng ăn thôi. Nhưng bây giờ cái nhãn hiệu cu đơ gia truyền của bà Nghi á, tức là bà Cảnh ngày trước, có thể bỏ sỉ toàn quốc và cả cho những khách mà đi nước ngoài nữa. Chúng ta cùng tham quan cái cơ sở cu đơ của bà Nghi. Chúng ta đang cùng chứng kiến đây là bác Nghi, hay còn gọi là bà Nghi ở thành phố Vinh, Nghệ An. Đây là cái món đặc sản cu đơ nổi tiếng nhất thành phố Vinh, Nghệ An, đang được chính tay bà Nghi làm bởi công thức gia truyền của nhà bà Nghi. Đây là cái kẹo đậu phụng của miền Nam hay gọi nè. Ở ngoài Vinh, Nghệ An, cái xứ ở ngoài đây Hà Tĩnh, người ta gọi là kẹo cu đơ, theo tên tiếng Pháp của người Pháp. Đó, đây một cái hỗn hợp đậu phụng, đậu lạc, kẹo lạc đó, và mật được trộn chung theo công thức gia truyền thành cái món kẹo cu đơ rất là nổi tiếng của Nghệ An, Hà Tĩnh. Nghi năm nay bao nhiêu tuổi đó ạ? Năm nay là bà 65 tuổi. Thì năm nay 65 nhưng mà làm cu đơ được bao nhiêu năm rồi bà Nghi ha? Được 30 năm rồi. Ngày xưa là bà học nghề của ai ạ? Của ông nội ạ. Ông nội để lại. Vâng. Là trước bà Nghi là ông nội làm bao nhiêu năm ạ? Ông nội làm đi ông đi cũ đấy, để lại. Tính tổng ra mà kẹo cu đơ mà nhà mình làm được mấy đời ạ? Ba đời thôi. Ba đời tổng cộng bao nhiêu năm bà Nghi ha? Khoảng gần một thế kỷ đấy. Gần 100 năm ạ? Vâng, vâng. Hồi xưa thì chỉ có ăn ở quanh tên chủ hoặc trong quanh đều đây, chứ không phải là như là cái khu linh thì lại đi xa. Chứ hồi xưa là ngày xưa là chị bán địa phương thôi. Vâng, nhưng mà bây giờ là bỏ đi xa nữa, các tỉnh nữa. Đi cả tỉnh, đi cả các tỉnh nước ngoài. Dạ. Đây, chị với một cái giá, với một cái đũa, với lại bánh tráng được nướng sẵn. Đây, hàng ngày vẫn làm. Ngày nào làm, sáng làm, chiều làm, giờ chưa quay cho khách lại. Dạ. Cái gì của bà Nghi ạ? Mình là con trai. Con trai đầu ạ? Con trai đầu. Dạ. Vì sao mà kèo này gọi là kèo cu đơ anh ha? Kèo cu đơ này á, lúc đầu thì người lúc đầu là người ta dân chỉ gọi là kèo lạc bánh đá thôi. Dạ. Nhưng về sau á, thì thời Pháp đô hộ á, thì là lính Pháp họ thường xuyên đến ăn. Nhưng mà họ cũng không biết được là cái loài cái kèo gì cả. Họ chỉ biết là ông hai làm ra. Và tiếng Pháp á, người Pháp là gọi là cu hai, gọi là đỡ, đỡ là hai mà. Thì là từ đó tới đi mà đi đâu là họ là gọi là đi ăn kèo lạc này, người ta gọi là đi cu hai. Thì là thành cu đỡ luôn. Dạ. Cùng là cái bánh trắng ấy, nó ép lại cùng là hai miếng. Dạ. Rồi ông cu hai này á, cũng sinh được hai người con. Hai người con gái. Hai người con gái. Thì cùng hai người con trai. Thì cùng đó là gọi là hai. Từ đó đi lên dân người ta cũng gọi là kẹo lạc bánh đá nữa. Đến Nghệ An và Nghệ Tĩnh á, thì lên gọi là kẹo cu đơ luôn. Rồi, cảm ơn anh con của bà Nghi rất là nhiều về cái chia sẻ nguồn gốc kẹo cu đơ. Cái công thức mà để mà làm nên cái cu đơ, cái món kẹo cu đơ nổi tiếng của xứ Hà Tĩnh mình á, hoặc là xứ Nghệ An mình bây giờ, thì cái công đoạn nào là khó nhất ạ? Đúng rồi, thế tròn mật này, mật là bị vàng ướm này, rồi là nhìn sảnh các kiểu, mà nhìn như mật ong ấy. Dạ. Và lạc là bị tròn như hột, hột mưa, nhất là cúc, là đi bỏ mỏng mà cái hạt nó sáng,
là khó nhất. Nếu còn nấu cũng là khó, nấu thì quen, nhưng mình nấu nếu mà không quen là những người khác nấu vô cùng cái nồi kèo đấy, nhưng mà cũng không ngon được, bởi vì là không quen tay, mà không kịp để mà phá chế cái cặp công đoàn như là thêm bớt cái này nó là kiểu rất đều là cũng mất cái chất lượng của kèo ấy. Thì quen mà rất là chỉ chân cái chân nào vừa mà chân nào vừa là chân nào đây bao nhiêu là hành chân như bạn đấy là chưa, chỉ cần là đổ vào nồi bao nhiêu mình là biết nhìn trong nồi là được hay chưa là được rồi, không phải là thì... quen công thức rồi ạ, quen rồi chứ chỉ dạ. Rắn cũng được lên cái cao thì ba chỉ cần ngửi cái mùi kèo đâu ba là biết chân đấy là được rồi, hoặc là ngửi cái mùi kèo như là kiểu như là hơi dai. Dạ, chỉ cần ngửi cái mùi đường, mùi mùi đầu là biết là cái nó tới cái độ của mình mong muốn như chưa ạ. Đây là những người nhà của bà Nghi đang đóng kẹo cu đơ vào trong cái bì đây để bán cho khách du lịch và cả những người dân địa phương và cả chuyển đi tỉnh nữa. Thì bánh tráng ở đây cũng rất là cầu kỳ, được nướng nhưng mà cái bề mặt bánh tráng nè nó góc khúc, nó lồi lộn khác thường. Đây là cái kẹo cu đơ bà Nghi nổi tiếng đây đó, cu đơ đang được để hong cho khô cho cứng lại để có thể chuyển lên cái khay này và cho vào bì. Đây là cái nồi kẹo đang được nấu trên cái bếp lửa tổ ong nướng nấu nhiệt độ rất là cao và được xay bởi một cái trục motor liên tục đó. Các bạn có thể thấy mật được đun sôi và kẹo đậu tức là lạc đó được hòa quyện theo công thức gia truyền của nhà Cụ Nghi trên một cái bếp gia đình và đun sôi. Bà Nghi ơi, một cái nồi như vậy thì mình nấu trong khoảng bao lâu thì hoàn thành ạ? Khoảng 1 tiếng. 1 tiếng đồng hồ ạ? Vâng. Thì một ngày mình làm bao nhiêu nồi bà Nghi ha? Tuy theo khách nhiều thì làm nhiều, vì ngày nào cũng kèo mới. Và khách có nhiều là mình cũng nấu, có khi là 10 nồi, có khi là hơn. Có khi tùy đó. Dạ. Khách cũng lấy thứ ngay ạ. Trung bình là khoảng 5-6 nồi ạ. Vâng. Nhưng mà đông khách thì khoảng 10 nồi ạ. Dạ. Bà Nghi và cả người nhà của mình đang lấy cái những cái dụng cụ khuấy nồi và cả một cái gậy thật là to để mà lấy cái nồi cu đơ được nấu khoảng tiếng hồ rồi ra khỏi bếp để làm kẹo cu đơ. Đó, cái nèo nồi kẹo cu đơ đang sôi sục rồi, các bạn có thể nhìn tận cảnh. Rồi, bà Nghi đang lấy một cái chày thật là to bằng gỗ để mà khuấy đều cái nồi kẹo cu đơ hỗn hợp giữa đậu lạc tức là đậu phộng đó và mạch nha tức là mật cái tiếng gọi địa phương ra khỏi cái bếp và khuấy đều, đang khuấy đều để cho khỏi cháy và để cho đều cái mật và đậu với nhau. Thưa thì ông bà nội mà truyền lại cho bà Nghi thì bao lâu thì bà Nghi có thể tự nấu được? Cứ làm khoảng 30 năm thôi. Từ việc ba cứ làm như thế là theo đúng công thức như ông bà dạy. Vâng vâng. Của nhà mình người dân truyền từ xưa nay họ là nấu bằng chảo nhưng nhà bác liền nấu bằng nồi. Dạ. Bác thì cứ chưng chưng đó rồi là từ đầu lạc là hành cứ xịt vừa mà mình chưa biết là mình cứ phải thêm bớt vào cho chưng. Bà Nghi chia sẻ là chỉ cần nghe cái mùi mật với lại cái mùi mạch na với lại đậu trộn với nhau thôi là bà cũng biết là đã đúng vị hay chưa, à đạt tới cái vị ngon của theo công thức gia truyền của nhà mình hay chưa. Tại vì bà Nghi đã làm 30 năm rồi
Và trước khi bà Nghi làm thì cũng ông bà nội làm, với dòng họ làm đã rất là lâu, tính tổng thể ba đời là 100 năm rồi. Những cái bánh tráng được nướng sẵn và cắt hình tròn đây để làm cái kẹo cu đơ nổi tiếng theo công thức gia truyền của nhà bà Nghi. Bà Nghi ơi, cái bánh tráng sao nó phồng phồng vậy bà Nghi? Phồng này là cái giá nó quạt lên lửa vào là nở lên. Cái giá? Vâng, cái giá. Cái này là mình đặt theo yêu cầu của mình với lò bánh tráng phải không ạ? Vâng, vâng. Mà bánh tráng làm kẹo cu đơ của bà Nghi thì nó bánh sẽ phồng vâng. Là lượng sóng như thế này. Nó không có bằng phẳng giống như những chỗ khác. Vâng. Vì nó được phơi trên cái giá và được nướng trên một cái giá khắp kiểu mắp mô nên nó ra hình thù như thế này. Và bà Nghi và gia đình thường hay xài cái loại bánh tráng này. Đây, bà Nghi đang khuấy cái nồi mật cho đều lại để trước khi mà làm cái kẹo cu đơ gia truyền của nhà mình đây. Anh này con đầu rồi, người con thứ hai là trai hay gái bà Nghi ha? Con trai. Con trai cũng làm cu đơ luôn hả bà Nghi? Vâng, vâng, làm cu đơ luôn. Con nghe người Vinh Nghệ An nói là bà Nghi làm cu đơ mà xây nhà lầu, xe hơi, đồ các kiểu hả bà Nghi? Phải không bà Nghi? Nhìn cười cười là biết rồi. Bà Nghi ơi, một ngày là mình làm từ mấy giờ tới mấy giờ? Từ 7 giờ sáng. Tới mấy giờ tối là chiều là mình nghỉ ạ? Chiều thì từ đó có khi muộn có khi sự muộn đi. Hầu như là muộn với sự đến đó. Năm thì chia sáng muộn thì để chiều thì năm muộn muộn đấy. Từ khoảng mấy giờ tối là mình nghỉ ạ? 7 giờ tối. Đó, cái nồi kẹo cu đơ được hòa quyện giữa đậu lạc và mật. Nó sệt như vậy đó, theo công thức gia truyền của nhà cụ Nghi. Và hàng ngày cụ Nghi và gia đình làm khoảng 5 số nồi như thế này nếu mà ế khách. Và nếu mà đông khách cuối tuần thì làm khoảng chục nồi hoặc là hơn chục nồi như thế này. Cái bánh tráng này là mình nướng luôn hay là người ta nướng cho mình bà Nghi? Mình gửi được. Mình về mình cắt mình nướng chứ? Ờ, cắt cho mình nướng thôi. Mình cắt tròn, người ta cắt tròn hồi cho mình. Hồi xưa thì mình tự bắt, nhưng bây giờ là mình... Hồi xưa là mình cắt đạn rồi đấy. Nhưng bây giờ thì không có thời gian. Cho nên là họ cắt cho mình về chỉ quạt lên thôi. Dạ. Vậy thì lễ Tết bà Nghi có nghỉ không bà Nghi? Không ạ. Càng lễ càng Tết là càng phải làm. Bởi vì họ đi chơi thì bác phải làm. Vậy thì lễ Tết là càng làm nhiều hơn đúng không bà Nghi? Vâng, lễ Tết là mình không nghỉ. Làm từ mùng 1 cho đến ngay khoảng đồ phân thái là bắt đầu mình hay đi chơi đấy. Dạ. Những bánh tráng được nướng sẵn được cho lên khay để mà là cái món kẹo cu đơ. Bà Nghi ơi, mình làm chỉ có một kích cỡ thôi bà Nghi. Vâng, hai nhiều kích cỡ ạ. Cái loại này loại to hay loại nhỏ? Loại to, loại vừa, loại nhỏ. Loại bà Nghi đang làm là loại to hay là vừa? Loại trúng. Nhỏ là bao nhiêu một chục ạ? Loại nhỏ là 55 nghìn một chục. Còn loại trúng ạ? Loại trúng thì 55 nghìn lắm cải. Là bao nhiêu tiền ạ? 101. Là 101. Còn loại đài ạ? Loại đài thì 130. Là 130 một chục ạ? Còn khách mà đạt thì 150, có khách đạt thì 200. Dạ. Yeah. Khách còn đến đạt đó là. Đây là cơ sở của bà Nghi đây. Mọi người gia đình đang làm kẹo cu đơ đây. Bên này đang phơi, đang xếp lên khay cho trước khay quạt cho cu đơ mau khô. Rồi hôm nay trời mưa. Bên trong là bà Nghi và một cô bé đang làm. Nồi cu đơ thế này là bao nhiêu kg đậu bà Nghi ha? Chừng là hơn một yến. Một yến là 12 kg phải không ạ? Vâng, vâng. Là gần 12 kg đậu. Vâng, vâng. Là bao nhiêu lít mật ạ? Mật á? Là khoảng thôi ạ. Khoảng là bằng 5 kg. Làm xong nồi này thì có nồi khác. Có nồi khác hết rồi ạ. À, làm xong nồi này là có nồi khác nữa. Vâng. Làm tới 7, khoảng 7 giờ thôi. Vâng.
khoảng 7 giờ thôi. Đây là cái nồi mật kẹo đậu với lại mật đây được nấu, và sau khi mà bỏ ra bánh tráng sẽ như thế này, và có một cô bé bên cạnh sẽ bỏ bánh tráng lên cái mặt bánh tráng còn lại lên, và đem ở đây cái khay này cho cô. Và khi cái khay này đầy sẽ được di chuyển qua đây này, và khi cái khay này sắp đóng hộp sẽ bỏ qua bên này đây. Sắp bỏ vô hộp vào đây, cẩn thận những cái miếng kẹo vô đơ đang chờ khô để đóng hộp bỏ bì, đóng hộp cho khách. Khách vừa mua kẹo vô đơ xong, bỏ xe để biếu cho người quen. Khách biết đến bạn này đã rất là lâu rồi và cũng là người địa phương, và khách đang vô mua vô đơ nữa nè. Và đây là anh con trai đầu tiên của bà Nghi. Chào anh ạ. Anh phụ mẹ anh làm được bao nhiêu năm rồi ạ? Tất cả là được khi là mình sinh ra khoảng độ 6-7 tuổi á, là biết cách thức làm nghề phụ công đoàn của mẹ. À, tính tới bây giờ được bao nhiêu năm rồi ạ? Khoảng độ 25 năm. Nhà mình có đại lý ở tỉnh không anh? Không, mình chủ yếu là làm để các khách du lịch hoặc là người tặng quà cho các kia ba con xá hoặc là người thân bạn bè. Dạ. Ở đây có số điện thoại là để mà giao hàng tận nơi và gửi đi tỉnh nè. Các bạn nếu mà muốn ăn kẹo cu đơ nguồn gốc nghề tỉnh ngày xưa á, tức bây giờ là Nghệ An và Hà Tĩnh, thì có thể tới đây. Đó, đây là những miếng kẹo cu đơ vừa mới được múc ra khỏi nồi nè, đang chờ để cho cứng lại mà khô để bỏ vào trong bì. Người nhà bà Nghi đang lấy những cái kẹo, những cái miếng cu đơ để bỏ lên bàn. Đó, trước hai cái quạt cho màu khô, màu cứng lại để khỏi chảy ra, và cho vào bì để đảm bảo vệ sinh khỏi côn trùng, khỏi kiến, và đóng gói đi xa và cho vào hộp để dễ bán cho khách du lịch và cả những người mà đam mê cái món kẹo cu đơ của xứ Nghệ Tĩnh ngày xưa, tức là Nghệ An và Hà Tĩnh bây giờ đó. Bây giờ nhà mình là bây giờ là có bao nhiêu cơ sở ạ? Chưa có hai cơ sở. Là nhà riêng nữa là ba cơ sở ạ. Vâng. Cho khách du lịch, khách đi chơi là cả nơi về đi chơi, hoặc ở đấy hoặc địa phương mà đi chơi ở cả nơi là họ đem về để mua làm quà. Tức là mình bán cho khách du lịch ở nơi xa tới và cả người dân địa phương ăn và cả tặng quà cho người thân của mình ở xa, đúng không ạ? Vâng, vâng, vâng. Bà Nghi có hai người con. Người con của bà Nghi có theo nghề làm kẹo cu đơ của mình không ạ? Hai đứa là theo nghề của mình cả. Năm nay bà Nghi bao nhiêu tuổi ạ? 65 tuổi. Là làm từ năm 35 tuổi đến giờ? Thôi, chỉ đứng ở cơ quan cho đến về nhà kia ở cơ quan lên. Hồi xưa là cứ đem cho cả cái quán. Dạ. Dạ, giờ là làm chuyên nghiệp luôn phải không ạ? Vâng, vâng. Hồi xưa là mình đi làm về là xong rồi là đưa cho cả cái quán nào.